Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha anh em. Tiếp tục clip hôm nay mình xin giới thiệu anh em một ít máy nha. Quy định về máy bên mình thì anh em cũng biết rồi, cọc trước cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Và những máy trên 1 triệu á, tầm 1,5 triệu trở lên á thì anh em cọc cho mình 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình 15 chữ số mã thẻ Viettel cùng với họ tên, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng. À, mình sẽ xếp hàng cho anh em nha. Số điện thoại đặt máy mình thì trong cái bảng nhỏ nha anh em, 0355 356 356, có sẵn rồi ha. Anh em mua nhiều thì cũng biết rồi. Chuyển khoản thẳng cho mình á thì mình sẽ bao ship. Còn những anh em chưa tiến tương á thì cứ cọc cho mình 50.000 Viettel, hàng 100.000 thì mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền nhận máy ha. Ok. Clip hôm nay thì con máy đầu tiên trong cái video này là con Samsung bán hàng nha anh em. E270K. E270K bán hàng. Nói chung máy thì ngoại thất còn rất là đẹp. Đây. Lưng sườn rồi nói chung còn mướt nha. Kính thì còn miếng dán garanti luôn, chưa lột luôn. Kiểu như máy tồn kho không bán được hay sao. À, này người ta thanh lý luôn, nên giá nó cũng ok, màn hình thì đẹp. Đây mình sẽ test sơ wifi cũng như là những cái chất lượng máy sơ sơ cho anh em xem. Đây, thông tin thiết bị đây, E270K. Chụp hình camera cho anh em xem luôn. Đó, rất nét nha. Con này thì màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2001. Để anh em giá 750k. 750k cho anh em, kèm sạc là đủ ha. Tiếp theo clip là con Xiaomi nha anh em. Xiaomi 6A. Máy thì kèm cho anh em có lưng luôn này. Đây này có sẵn mình kèm luôn. Đó, màn thì camera này. Camera không được đẹp, chụp không được đẹp. Vỏ thì trời như clip. Kính nói chung là dán cực lực rồi nha anh em. Góc đây bị một đường là nứt nhẹ này. Một đường nhẹ đó, anh em thấy không? Chỉ là ngay đây ha. À, có sao thì quay dạy rồi, cho anh em cái ốp lưng luôn. Anh em xài cho thoải mái ha, cầm xài vẫn bình thường. Xiaomi 6A bản RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.45. Pin con này là 3000 nha anh em. Đó. Xài rất là mướt nha. Ok, cam thì không được rõ. Có sao thì quay dạy cho anh em chuẩn nha. Đó, camera thì nó không rõ nét máy đâu, bình thường thôi. Test cái wifi gì cho anh em xem ha. Xiaomi 6A, con này để anh em giá của nó là 850k nha anh em, 850k ha, bản RAM 3 bộ nhớ 32. Rồi, con FPT thì 850 nha anh em. Tiếp theo là anh em là con Oppo A71K nha anh em, màu xanh. Màu xanh dạng xanh đậm anh em. Cái lưng sau thì do xài ốp lưng này, nó hành những cái vốt ốp lưng trên cái màn hình nha. À, cái sườn nha, cái vỏ. Còn kính thì có lông mèo nhẹ. Đại giá cơ lực cho anh em rồi. Có lông mèo nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Nói chung chức năng cấu hình thì ok hết ha. Camera này anh em. Mình sẽ test sơ cái cấu hình cho anh em xem. Wi-Fi mạnh nha. A71K. Con này là màn hình 5 inch nha anh em. 5 inch 2. RAM 2 16, pin 3000. Để anh em giá 1.050.000 nha. 1050. Kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo clip là con Realme 5i. Vỏ sau thì có xuất sắc. Nhẹ thôi, không đáng kể ha. Kính camera đẹp nè. Sườn này. Cường lực đã dán cho máy rồi. Không có xước nha. Kính đẹp. Test sơ chức năng cho anh em. Đó, camera ok ha. Test wifi cho anh em luôn. Đó, ok. Realme 50, màn hình là 6.5 inch nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin con này là 5000. Giá con này là 2250. Kèm sạc giá cực lực đầy đủ ha, trước khi gửi máy cho anh em. Máy thì nói chung là còn rất là ok anh em. Đó.
xước sát thì cũng như vậy thôi, máy gấp này nó không cấn gì vậy. Ok cho anh em nha. Tiếp theo là một em Samsung J4 Plus bán hàng. J4 Plus bán hàng nha anh em, màu gold. Kính lưng đây thì nói chung là đẹp anh em, xước sát nhẹ ra không ăn thua. Màn hình thì cực đẹp, màn hình kính màn hình không hề có vết xước luôn. Đó, thì cá sơ. Mấy cái chức năng cơ bản rất nét nha. Camera thì ok rồi. Wi-Fi ok nè. Vivo Lux màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3300. Đó, ngoại hình thì y như clip nha. Nói chung cái sườn thì cũng có xước sát nhẹ nhẹ. Đó. Từ máy người ta xài lâu thì cũng có xước mà không đáng kể anh em, con này đẹp. 1950 nha anh em. Kèm sạc giãn lực nha. 1950 kèm sạc cho anh em đầy đủ. Tiếp theo em là một con J7 Plus Việt Nam nha. Con này xài 2 sim. Vỏ thì có cắn mốt nhẹ nhẹ này, cắn nhẹ nhẹ này. Màn thay nha anh em, con này màn thay. Màn thay cực đẹp luôn. Loại 3C VIP nhất hiện nay nha. Nói chung màn nó ok luôn. Đó. Test sơ chức năng cho anh em xem. Cao ra rất nét. Wi-Fi mạnh luôn anh em. Con này là màn hình 5.5 nha. RAM 4 của nhớ 32, pin 3000. Pin 3000. Đến em giá 1.7 thôi. Ra nhanh cho anh em giá 1.7. Kèm sạc giãn lực nha anh em. Tiếp theo là một con Nokia 6 anh em. Nokia 6 nha. Màn hình con này 5.5. RAM 332, pin 3000 nha anh em. Pin 3000. Đó, ngoại hình thì như clip mình quay. Nói chung còn rất là đẹp, không có xấu quá nha anh em. Vỏ mướt này. Kính đại giác lực này. Kính đại giác lực nhìn cũng đẹp chứ không có xấu. Màn thì ok. Mọi chức năng hoạt động ok hết nha anh em. Sẽ test sửa. Thì bình hơi yếu. Nên là camera lên hơi chậm. Đó. Nói chung camera còn chụp được hết mấy con này. Rất mạnh nha anh em. Con này màn hình 5.5, RAM 332, pin 3000 nha, giá 1390. 1390 nha, để anh em giá thôi. Cọc trước 50.000 Viettel là gửi thôi anh em ơi. Tiếp theo là một em Huawei Y9S, máy đẹp như mới luôn. Con này mới sao nói vậy anh em. Màn hình màn sau lưng này không vết xước này. Mặt trước đại giá lực cho anh em luôn, không vết xước luôn. Y9S màn hình 6.59, RAM 6 của nhớ 128. Và pin con này 4000 nha anh em. Pin 4000. Con này thì nãy mình giới thiệu rồi ha. Mọi chức năng thì ok. Con này thì anh em khỏi phải lên tên rồi. Rất là ok luôn. Đủ chức năng hết. Huawei Y9S này anh em biết rồi. Nó quá là khủng nha. Cấu hình khủng. RAM 6 của 128 lần anh em. Y9S. Con này để anh em giá 3.7 nha. 3.7. Kèm sạc giá lực đầy đủ nha. Trước khi gửi máy. Tiếp theo clip là con Samsung A6 cộng anh em. Samsung A6 cộng nha. Máy màu gold đẹp. Lưng đẹp, kính đẹp, không có xước luôn anh em. Test camera cho anh em coi luôn. Quá đẹp. Wi-Fi mạnh nha anh em. Con này là A6 cộng nha. 2 sim nha anh em, Việt Nam. Màn hình 6 inch, RAM 432. Pin 3500 nha. Giá 2.7 nha anh em, 2.7, máy đẹp keng luôn. VinSmart Joy 2 cộng. VinSmart Joy 2 cộng nha anh em. Lưng có xước sát này. Lưng xước sát nhẹ. Kính đẹp. Kính thì gần như không có xước nha. Kính quá đẹp luôn. Mình sẽ test sơ cấu hình cho anh em xem. Camera anh em, nét nha. Wi-Fi back cũng ok luôn. Đó, rất mạnh. Do 2 cộng. Con này RAM 2 bộ nhớ 32. Màn hình 6 inch 2. Pin 4.5 nha. 1950 1590. Ok anh em, giá 1590.
kèm sạc dán máy đầy đủ. Tiếp theo là một em Oppo F3 đã dán cường lực cho anh em rồi, lưng còn đẹp nha anh em, xuất sắc viền cực nhẹ, không có nói đáng cười mắt đâu, xuất sắc viền nhẹ thôi. Đây là cây sim màn hình 5.5 inch, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3200 nha anh em. Con này đến em giá của nó là 1550. Oppo F3 giá 1550 nha. Mọi chức năng ok cho anh em luôn. Đó, không hay trục trặc hết ha, máy đẹp. Tiếp theo là một em Samsung A30. Bản hàng anh em, con này một sim. Vỏ ra nói chung là ngoại hình đẹp, tầm 98. 97 tới 98 vô tư luôn. Sườn này. Sườn không có cắn mốp gì hết ha, rất là đẹp. Kính là sửa gương luôn. Samsung A30. Mọi chức năng hoàn hảo nha. Camera rất nét, mọi chức năng ok, máy ring thì anh em yên tâm rồi. Màn hình 6.4, RAM 3/32, pin 4000, giá 2.8 triệu anh em, 2.8 triệu nha. Kèm sạc dán cường lực đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em. Thôi clip này xin tạm dừng lại đây. Thân ái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình nha anh em.